Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính của kỳ xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và ủng hộ bên em trong thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em nút đăng ký kênh một đỏ góc phải và dưới video nút được một chuông để mỗi khi lên kênh chúng tôi sẽ kịp nhắn rất nhanh đến sổ của là bác vì ngày nào hàng ngày để có video. Đây là cây Amoz size 135 rất mới rất đẹp nhé, như toàn bộ độ mới cực cao. Trước tiên vào chủ đề ngày nay thì là em phải có một chú thích một chút chút xíu, đó là kênh kính cổ kỳ xưa có duy nhất địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 65 66 826. Bởi vì sao? Bởi vì là rất nhiều ngày nay rất nhiều cái đối tượng làm giả cái kênh kính cổ kỳ xưa, đặc biệt là trong Nam hay của Hà Nội, ngoài Hà Nội cũng có, thì các bác hết sức cảnh giác. Duy nhất địa chỉ kính cổ kỳ xưa một địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826 nhá. Bởi vì là giả một số kênh trong miền Nam giả danh kính cổ kỳ xưa lên một lô kính là 39 cái, 79 cái. Tuy nhiên nửa thật nửa giả, nửa giả bán hàng gọi là hàng của Nhật, hàng sản xuất tại nước thứ hai, thứ ba, Campuchia nữa. Trong kèm theo đó là Macau, Hồng Kông và Trung Quốc giả dởm nhái trà trộn lẫn lộn tùm lum tùm la, rất nhiều anh em bị dính. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm cảnh giác không lớp người đời không cơ quan ngang ngạo, em rất hòa đồng với anh em trong nước ngoài nước, luôn luôn lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn xuyên động địa ngày đêm đó. Amo chữ H nhé, ở cầu giữa nó có chữ Amo hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa 5420. Đấy, chuôi ve nguyên zin, chuôi ve còn rất là mới rất đẹp. Càng bên phải số 135 Amor Frame Branche. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, mà chi tiết hình thức mua bán là giao bán hàng đều ghi bên dưới video. Càng bên trái là số 135 rất là rõ ràng nhé. Về hình thức mua bán, thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video, thời gian từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, ngay từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào kể ngày lễ Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng liên suất quá gửi hàng, giao lưu đồ cổ xưa, đặc biệt hơn là đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Các bác nếu điện thoại trước thì em sẽ nhanh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên giao đồ cổ xưa, đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi mua cái số đồ cổ xưa lâu năm có thực uy tín 20 năm, 30 năm hay cả số điện thoại của em là hơn 20 năm khẳng định giá trị thương hiệu rồi thì bác cực kỳ yên tâm. Các bác mua đâu mua nên chọn cái địa chỉ lâu năm có giá trị và thương hiệu. Sau đó luôn luôn đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, mua bán thì nên mục sở thị tại nhà có làm sao có để ăn vạ được. Bởi vì rất nhiều tượng mua bán ngày nay là hay giấu địa chỉ, ghi mỗi số điện thoại, kể cả số điện thoại tam quý tứ quý cũng hết sức cảnh giác nhé. Rất nhiều đuôi 38, 32, 36, 39 và tứ quý 5 đầu số là 012, 013. Chuyên không bao giờ ghi địa chỉ là mua bán thì hẹn là Hồ Lan Bá, là Hồ Thiền Quang, Hồ Văn Quán, Cảng Cát, Hà Nội. Đều là địa chỉ đen, thế chính vì thế là rất nhiều anh em bị dính giảm giả nhái vì thế. Các bác không cảnh giác là sẽ bị dính luôn. Đây, đây là góc độ chia sẻ quan điểm thôi, chứ không lớp đại đời cả. Bởi vì những năm tháng em bùn ba nước ngoài thì em rút ra kinh nghiệm rồi là tìm cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Đấy, và địa chỉ rõ ràng, số điện thoại rõ ràng lâu năm. Nhưng còn nhưng mà cái địa chỉ lớp amateur không bao giờ mua. Đặc biệt là ngày nay quần áo rất ví rất là hàng hiệu, các bác cũng thế nhé, nên mua của những người con trai về đồ cổ xưa, kính cổ kính xưa, nên mua của những người con trai có am hiểu sâu rộng hơn, có sự nghiên cứu tìm tòi học hỏi lâu năm thương hiệu hơn thì cực yên tâm. Chứ thay vì mua đứa cho con gái là nó chỉ không biết biết sơ qua, nó toàn lấy hàng của Nhật, hàng Campuchia, rồi hàng sản xuất nước thứ hai thứ ba, dùng rất nhanh bay màu phai màu đấy, và nó bán cả trà trộn hàng dởm giả nó cũng không biết nữa luôn. Đấy, thứ ba là nó còn lưu manh, là con đứa còn thuê đứa con gái cá sấu, xong rồi son phấn market up lên, mặc quần áo cũng như hở ngực trễ ngực, nên là nhiều bác toàn để ý đi đâu, để ý phần trên không để ý phần dưới, thế thôi là dính về hàng giả nhái vì thế. Cho nên đây là góc độ chia sẻ quan điểm để các bác cảnh giác không bao giờ mua về hàng giả. Amo chữ H nhé, có giá là 14 triệu hay gọi là 14.000k, giá là 14 triệu hay gọi là 14.000k nhé, giá là 14 triệu hay gọi là 14.000k, rất mới rất đẹp nhé. Những cái kính này giá nó tùy thuộc, có cây thì 11, cái cây 12, cây 13, cây 14, cây 15 triệu, tùy theo độ mới đẹp, tùy theo size số nữa. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bác dành thời gian xem video của em vừa dài thôi. Bác nào mà chưa kênh em phải nút đăng ký kênh mà đỏ các phải dưới video để quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống tôi sẽ kịp nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác vì ngày nào hàng ngày đều video. Vâng, xin chào tạm biệt các bác.